Hà Phương lộ bức ảnh gây bão dư luận hậu ồn ào ly hôn chồng tỷ phú, mọi sự thật phía sau bị phơi bày. Em gái Cẩm Ly, nữ ca sĩ Hà Phương vừa bị dân mạng phát hiện trong một bức ảnh gây xôn xao dư luận. Dân tình nhanh chóng vạch trần sự thật phía sau cuộc hôn nhân với tỷ phú Chính Chu, làm rõ tin đồn ly hôn. Những ngày qua, dân mạng đang không ngừng xôn xao trước thông tin nữ ca sĩ Hà Phương ly hôn chồng tỷ phú Chính Chu sau hơn một thập kỷ chung sống. Tin đồn này đã nhanh chóng khiến các fan vô cùng hoang mang và sốc, bởi từ trước giờ Hà Phương vọng xã vẫn luôn là tình yêu đẹp đáng ngưỡng mộ trong showbiz. Sự việc ngày càng nghiêm trọng đến mức em gái của Cẩm Ly phải bức xúc đăng đàn giải thích nhằm lấy lại danh dự cho gia đình của mình. Theo đó, vào cuối tháng 5 vừa qua, trên mạng xã hội đã lan truyền chóng mặt thông tin Chính Chu vì tỷ phú khét tiếng là chồng của Hà Phương đã chính thức chia tay nữ ca sĩ và có bạn gái mới. Cụ thể, trên trang Daily Mail của Anh đã đưa tin rằng Chính Chu hiện đang là bố đơn thân của hai con gái, vợ cũ của anh là Hà Phương và người tình hiện tại là một siêu mẫu người Nga. Những lời đồn chưa được kiểm chứng này đã khiến danh tiếng và cuộc sống của cặp đôi dường như bị đảo lộn. Khán giả thì lại vô cùng hoang mang không biết đâu là thật đâu là giả. Giữa tâm bão drama thì Hà Phương ngay sau đó cũng đã không thể ngồi yên, quyết định lên tiếng để mọi chuyện có thể nhanh chóng lắng xuống. Xuất hiện trong một đoạn clip từ quay, em gái của Cẩm Ly đã đứng trước máy quay nói rõ mọi sự thật. Cô cho biết cuộc sống gia đình của cô cùng ông xã tỷ phú vẫn rất êm ấm và hạnh phúc. Bản thân nữ ca sĩ cũng không hay biết tại sao những tin đồn thất thiệt này lại tự dưng lan truyền nhiều như thế. Ngoài ra, Hà Phương còn bức xúc nói thêm cô cho biết bản thân khá buồn vì những điều này, bởi lúc cô ở nhà chăm sóc gia đình thì dân tình lại cho rằng cô ăn bám. Khi quay trở lại với âm nhạc thì lại đồn đoán hôn nhân lục đục bị chồng bỏ. Nữ ca sĩ cũng không quên nhấn mạnh lại sự thật và gửi những lời trấn an đến các fan hâm mộ, cho biết cứ yên tâm vì cuộc sống vợ chồng vẫn đang rất tình cảm, đừng nên quá lo lắng. Mới đây, người hâm mộ của Hà Phương lại càng thêm xôn xao hơn nữa khi cô vừa có động thái mới chia sẻ bức ảnh đầy ẩn ý để dập tan mọi tin đồn tiêu cực trong suốt thời gian qua, đồng thời chứng minh được hôn nhân của cô cùng với Chính Chu để lộ rõ mọi sự thật. Theo đó, xuất hiện trong bức ảnh Hà Phương cùng ông xã đã được ống kính chụp lại đang ngồi ăn cùng nhau đầy tình cảm trong không gian ấm cúng của một bữa tiệc ngoài trời. Ngoài vợ chồng Hà Phương thì buổi tiệc còn có thêm nhiều người bạn khác nữa của cặp đôi. Đập ngay vào mắt khán giả là khoảnh khắc Hà Phương cùng với Chính Chu đang ngồi cạnh nhau, cả hai đều ăn mặc giản dị thoải mái và đang rất vui vẻ ăn uống trò chuyện. Được biết đây là bữa tiệc ăn mừng vị tỷ phú đã chinh phục thành công đỉnh núi cao nhất thế giới Everest, nhưng ý nghĩa sâu xa sau bức ảnh mới là điều khiến dân mạng quan tâm, bởi đây được xem là một lời phủ nhận tin đồn tan vỡ tình cảm của Hà Phương. Hà Phương và Chính Chu là cặp đôi đại gia khét tiếng trong giới thượng lưu, cả hai kết hôn cùng nhau năm 2000 và hiện đang sinh sống định cư tại Mỹ. Nữ ca sĩ thời gian qua cũng đang dần quay trở lại với sân khấu âm nhạc sau thời gian dài lưu về ở ẩn để tập trung lo cho gia đình. Hà Phương cho biết hiện tại các con cũng đã lớn, mọi thứ dần ổn hơn nên cô muốn tập trung lại đam mê cho bản thân. Sau những tin đồn thất thiệt và lời khẳng định từ phía nữ ca sĩ, người hâm mộ của Hà Phương đã dần yên tâm và nhẹ nhõm hơn, đồng thời cũng mong cô nên quan tâm chú ý hơn đến sự nghiệp thay vì những lời đồn thổi không hay trên mạng xã hội tránh ảnh hưởng đến tinh thần và cuộc sống hôn nhân.